Sau Tết khi mà nhịp sống chưa kịp ổn định thì nhiều gia đình lại rơi tiếp vào cảnh giờ khóc giờ cười vì không tìm thuê được giúp việc và quyết định của nhiều sở giáo dục và đào tạo các địa phương cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch virus corona. Tại Hà Nội thì hơn 2 triệu học sinh trẻ mầm non đã nghỉ học từ sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 2, khiến cho các bậc phụ huynh lao đao tìm cách để trông con. Tối ngày mùng 2 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo học sinh toàn thành phố được nghỉ học trong một tuần. Điều này khiến nhiều phụ huynh như chị Nhàn vừa mừng vừa lo. Hôm nay, chị buộc phải xin nghỉ làm để ở nhà trông con. Thông báo của trường là con được nghỉ học. Thì lúc đấy bản thân lại vừa mừng vừa lo. Vì là mừng thì là thôi thì các con cũng tránh được những cái chỗ mà tụ điểm đông ấy, nó dễ gây có thể lây lan cái dịch. Thế nhưng mà lo ở chỗ là bây giờ hai bạn ở nhà, tạm thời thì là trường mới cho nghỉ có một tuần. Nhưng mà cũng không biết là tiến trình của dịch nó như thế nào. Thì cũng không biết là các bạn sẽ ở nhà gửi ở đâu, cũng rất là lo. Thì hiện tại thì hôm nay thì cũng tạm thời xin nghỉ một ngày ở nhà trông các bạn. Còn ngày mai thì cũng chưa có phương án gì cả. Cũng như chị Nhàn, nhiều gia đình cũng loay hoay không biết gửi con như thế nào, buộc lòng để con ở nhà tự trông nhau hoặc gửi con về quê với ông bà. Bạn lớn thì là 10 tuổi, trông bạn bé 5 tuổi, thì hai anh em tự ở nhà trông nhau. Đấy, nó cũng rất là cảm thấy là không yên tâm. Thế nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh là ông bà ở xa rồi bố mẹ vẫn phải đi làm cho nên là các con là phải tự ở nhà chăm nhau. Xong thì bạn lớn gọi bạn bé dậy rồi tự vệ sinh cá nhân và cho nhau ăn uống. Đến buổi trưa thì mẹ về cho ăn. Tuy nhiên dù khó khăn trong việc tìm nơi để gửi con, nhiều phụ huynh cũng khẳng định sẽ sắp xếp công việc thay vì đưa con đến cơ quan bởi những nơi này tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng cao. Không, nếu mà cho đến cơ quan thì thực ra thì nó là một cái mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì là tránh cho các con đi ra ngoài để tránh các cái gọi là dịch mà mình lại đưa các con đi theo thì cũng không phải là biện pháp tốt. Cái lịch trình thực ra là nó cũng hơi bị động. Đấy, hai vợ chồng cũng chỉ là thay phiên nhau thôi, chứ mình cũng có thể là quán xuyến hết rồi, có con cái ở nhà thì cả hai vợ chồng đều sắp xếp là xen kẽ, chồng buổi sáng thì chiều là vợ. Đấy, còn tối thì như mọi ngày thôi. Trước băn khoăn về việc nghỉ học dài ngày, liệu có ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học sinh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết việc tạm nghỉ học một tuần không làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cả năm, do trong kế hoạch luôn có 2 tuần dự phòng cho toàn bộ các trường. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian nghỉ do tình hình của từng địa phương, Bộ sẽ bố trí học bù, tổ chức học tăng cường 2 buổi một ngày để kịp đảm bảo nội dung chương trình học.